Truyền thuyết Phật giáo kể rằng cây Bồ Đề là biểu tượng cho trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật, nên còn được gọi là cây giác ngộ. Vào khoảng 500 năm trước công nguyên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ngồi thiền dưới bóng cây Bồ Đề suốt 3 ngày 3 đêm và đạt được giác ngộ thành chính quả. Khi Ngài đắc đạo, hoa Bồ Đề dây quanh Đức Phật tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, thuần khiết. Màu trắng tinh khôi của hoa Bồ Đề hòa vào ánh hào quang của Đức Phật, tạo nên vầng sáng huyền ảo, diệu kỳ. Bởi vậy, cây Bồ Đề trở thành một biểu tượng tâm linh thiêng liêng gắn liền với Phật giáo. Cây Bồ Đề tại Việt Nam là một trong những dòng Bồ Đề trong truyền thuyết Phật giáo ấy. Bồ Đề mọc và được trồng nhiều ở các sườn đồi, vùng núi cao. Người dân khai thác gỗ Bồ Đề làm giấy và nhựa của cây làm hương liệu quý. Những cánh rừng Bồ Đề có ở khắp cả nước, nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi phía Bắc Việt Nam. Trên hành trình tìm kiếm chất lọc tinh túy của đất trời để tạo nên quà tặng diệu kỳ từ thiên nhiên, công ty cổ phần ong Tam Đảo Honeco đã phát hiện nguồn mật hoa quý từ những cánh rừng Bồ Đề vào mùa hoa nở rộ. Hoa Bồ Đề có cánh trắng, nhị vàng, hương thơm dịu nhẹ. Mật hoa Bồ Đề có vị ngọt thanh, béo ngậy, nhiều dinh dưỡng như một dược liệu quý, đủ sức hấp dẫn để dẫn dụ đàn ong đến lấy mật. Đặc biệt, những rừng cây Bồ Đề thân gỗ chỉ sống ở vùng núi cao, nơi không khí trong lành, nên nguồn mật hoa Bồ Đề chính là một sản vật tinh khiết của tự nhiên. Từ năm 2019, Honeco đã liên kết với những hộ dân sinh sống ở khu vực có rừng cây Bồ Đề, nuôi ong để khai thác mật ong hoa Bồ Đề. Tất cả các hộ nuôi ong đều được Honeco chuyển giao kỹ thuật chăm sóc đàn ong, đảm bảo nguồn mật ong hoa Bồ Đề thu được là hoàn toàn tự nhiên và nguyên chất. Quy trình thu hoạch mật ong hoa Bồ Đề được Honeco giám sát chặt chẽ từ khâu chăn nuôi đến khai thác mật, đảm bảo mật ong phải đủ chín, thành phần nước trong mật ong từ 19 đến 21%. Honeco chỉ thu những sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn đã cam kết giữa Honeco và người nuôi ong. Mật ong hoa Bồ Đề có màu vàng sáng đến màu vàng cánh rán, vị ngọt thanh, béo ngậy và thơm ngát như hương hoa Bồ Đề tự nhiên, vô cùng đặc trưng. Rất tuyệt vời các bạn ạ. Mật hoa Bồ Đề vừa thơm, mát và rất là thanh, hoàn toàn tự nhiên. Công ty cổ phần ong Tam Đảo Honeco là doanh nghiệp tiên phong khai thác nguồn mật ong hoa Bồ Đề của Việt Nam. Chất lượng sản phẩm đã được Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế khẳng định bằng kết quả kiểm nghiệm ngày 16 tháng 6 năm 2020. Với nguồn hoa Bồ Đề dồi dào ở khu vực vùng núi phía Bắc, Honeco ước đạt thu hoạch được hàng trăm tấn mật ong Bồ Đề mỗi năm. Đây là món quà thiên nhiên vô giá Honeco mang đến cho khách hàng trên hành trình thực hiện sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng và mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong chế biến các sản phẩm ngành ong của Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ địa chỉ Công ty cổ phần ong Tam Đảo Honeco, Hường Lộc, Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, hotline 0967 350 808, email ongtamdao@honeco.com, website honeco.com, Facebook Mật Ong Tam Đảo. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.